tôi không tặng người yêu mà tặng cho một người con gái 17 tuổi bước qua thời vụng dại đã khoác trên mình chiếc áo màu xanh sau trận bom hủy diệt bạo tàn dưới gốc cây có một cô gái trẻ máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ chân đứt lìa đã buộc chặt cà rô đừng đừng đưa em đi không kịp nữa mô em lạnh lắm hãy ôm em hãy cho em tựa mà anh ơi phút lìa đời em muốn được anh hôn ôi anh hôn em muốn được anh hôn nụ hôn đầu đời tôi đặt lại giữa trường sơn với người đồng chí đang lạnh dần thân thể mà trên môi em thoáng nhẹ một nụ đời tôi không tặng người yêu mà tặng cho một người con gái 17 tuổi bước qua thời vụng dài đã khoác trên mình chiếc áo màu xanh sau trận bom hủy diệt bạo tàn dưới gốc cây có một cô gái trẻ máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ chân đứt lìa đã buộc chặt gà rô đừng đừng đưa em đi không kịp nữa mô em lạnh lắm hãy ôm em hãy cho em tựa mà anh ơi phút lìa đời em muốn được anh hôn ôi anh hôn em muốn được anh hôn nụ hôn đầu đời tôi đặt lại giữa trường sơn với người đồng chí đang lạnh dần thân thể mà trên môi em thoáng nhẹ một nụ cười ôi anh hôn em muốn được anh hôn nụ hôn đầu đời tôi đặt lại giữa trường sơn với người đồng chí đang lạnh dần thân thể mà trên môi em thoáng nhẹ một nụ cười để trên môi em đọng mãi trên môi em đọng mãi.